mô tả trên hâm cháu lống châm hắn cổng xì này bây giờ nằm vắng viang châm sành khấy vì đâu liệu bắt cháu nhận khốp châm tề bùng châm chí kháng quý có Thôi Văn Âu bí thư chi bộ châm út thôn Trung Thành Nhật xã Thành Long huyện Hàm Yên châm Tuyền Quang Xanh tông chết ruồn tốt lành biển dân hâm kế bất diễn căn tất cứu giờ lành biển trần châu công yếu bé ói châu hút bút trọi châm tề bùng có Thôi Văn Âu bí thư chi bộ châm út Trung Thành Nhật ruồn triệu khâu mình lo độ cho nhận khốp kiếu có đại liệu bắt chấu vắng vì yêu múa tỏi chuồng chấu liệu ba trăm chuồng ngọ hàng ít chín lệnh hiệt có chuống kềm nên chẳng có ao vài phát chập phấy hát a kềm tàu công chấu diệm hậu buồn phải nghỉ chập làn biển chấu công giác nhu siêu mại quý dị ba triệu năm nhàn hát dị chấu kềm châm út Trung Thành Nhật tháo để chản nai chơi bông cuộn mài khô bể hát siêu nhập chầm mùa tỏi chầm nai tổng bách hang chỉ nhập beo mình không keo trên nhịp béo tổng bếp mày chưa nhập nên tổng bếp ổn định gia đình cũng cảm thấy là cái mức thu nhập của nó là cũng ổn định quý mại chợp kháng chấu chậm tẩy lăng chấu trần lăng để tràn với bí thư chi bộ dâm hai tống chấu công có ao tổng xếp mại trách nhiệm chấu phắng dâm có giành khởi phỉ đâu chậm tẩy bùng có ao chuẩn búa yêu múa tỏi chậm thôn chấu canh chính sâu chậm đảng cứu quốc trạng chế pháp luật hiền hiếu biện tí tiểu khắp nằm ói dâm múa tỏi dây trần yêu múa tỏi thiếu sang công chấu chấu canh tiểu mày lẩy dâm út đào tẩy liều lắm pháo có khuôn biển chuồng khuôn biển trên buồng khâu dâm thôn tú có bong liều bách giáo chấu nê chặn dâm út Trung Thành Nhật mài táo giật bét chẹp lụ khuôn biển bếp giật bét buồn bét khuôn biển tổng bách dính chuồng kềm buồn kềm dâm thôn này mài tháo vấy bét ha Trung Thành Nhật mài đào kềm quang nhất dâm Thanh Long xã. Bản thân đồng chí là một người bí thư chi bộ đã đi đầu. Buồn xin đồng chí này bây giờ làn biển bí thư chi bộ khác này dấu con dâm dị chuống kềm đào bích siêu tốt mại tới tiểu công lống dâm dị thánh buồn béo nhu cứu đồng bách chuồn búa buồn múa tỏi dâm tẩy lăng thích khỏi quang mình chuống kềm. Phát triển về kinh tế mô hình cây lâm nghiệp. Tới cứu sĩ mình đảng chấu đảng dâm có sành khấy có tiểu công chấu dâm thôn nhất về chấu nhành khốp dâm béo dù có Thôi Văn Âu túc múa tỏi xiến hăm bếp vắng viang liều mùi biển mặn căn tráng quý có Thôi Văn Âu bí thư chi bộ thôn Trung Thành Nhật nải bếp vắng tiên tiến dâm huyện Hàm Yên minh dự đại hội phỉ đâu hăm cúa dâm Tuyền Quang Xanh dồn tại hưng hàng ý chí lệnh nghỉ chiệp.